Xin chào quý vị phụ huynh. Sau đây tôi xin hướng dẫn sử dụng truy cập thư viện e-learning học tiếng Anh cùng con tại nhà. Đầu tiên quý vị vào trang web ames.edu.vn, chọn một menu thư viện và chọn e-learning học tiếng Anh cùng con. Quý vị sẽ thấy màn hình giao diện như thế này. Phụ huynh sẽ nhập Student ID, mã học viên được trung tâm AMS cấp vào đây. Mật khẩu cũng được cấp, quý vị nhập vào đây. Khi nhập xong, quý vị sẽ nhấn vào Sign In. Tùy theo chương trình học của con, chúng ta sẽ nhìn thấy là Smart Star hoặc là Bright Star English ở đây. Và chúng ta sẽ chọn, ví dụ như con học level Smart Star, level A, chúng ta bấm vào đây. Nếu chúng ta bắt đầu với Unit 1, thì trong tay quý vị đã có cuốn sách. Bóc phong bì ra, quý vị sẽ thấy một mã pin và 11 chữ số. Quý vị bấm vào chữ Enter Pin và nhập 11 chữ số đó vào đây. Sau khi chúng ta nhập, chúng ta để nhấn vào Confirm thì nội dung của Unit sẽ được hiển thị ra và sẽ có sẵn sàng để sử dụng trong vòng 6 tháng. Xin cảm ơn và chúc quý vị có những thời gian vui vẻ với con của mình, học tiếng Anh thật tốt. Xin cảm ơn.